cuối năm 2022, tiệm bà buôn bán lại rai. Họ hàng khá đông nên bà mua căn nhà đối diện để đón Tết trong nay mai. Mong muốn cuối năm đoàn tụ đông đủ, khi cả đời làm việc không ngủ. Bà chỉ ước một mùa xuân yên bình, nhưng lại bị cả đám con cháu nhắc chữ vào mồm như trong tù. Mày nói nhỏ thôi, ba cái chuyện của bà từ từ ra quán nước rồi nói sau. Chứ còn con bà ngồi đây xong nó về nó mấy rồi bà nói mình nói xấu. Chị ơi cho em 8 ly nước mía. Má bà giàu nhưng mà còn keo với mấy đứa cháu. Còn hôm bữa tao nghe nói đâu bà nói xấu má tao nữa, thấy ứa máu. 20 năm qua gia phải êm ấm, mọi người hòa thuận nhưng đã khác trong năm nay. Chỉ vì hứng chịu một năm tam tai nên bà không thể đón một mùa xuân ban mai. Bà vẫn luôn sống tích đức, mũi cắn bà phổi và đủ chứ không dám cho đầu thai. Vậy mà đám cháu ngứa miệng đặt chuyện ngay trước mùa xuân, trong mắt bà tao màu phai. Có đứa cháu nào bà chưa cho mượn tiền, từng cái hội bà cũng cho nó nhượng quyền. Bà kinh doanh quần quật tới sáng, thời gian đâu nói xấu họ hàng để ngược thuyền. Kiệm lời mà miệng đời càng biện lời. Chuyện đồn càng nặng lòng. Cũng may là bà sống lương thiện, được giúp bởi đứa cháu thân cận. Và khi tụi nó đã bị phanh phui, nhưng nhìn tụi nó đéo thấy ân hận. Nếu mà tụi bay thích đi gieo thêm tiếng ác thì cũng biết là mọi thứ sẽ rõ hơn khi đến tay của người lớn. Đừng có cười hớn hở khi mà bông hoa của sự thật sẽ dần chớm nở. Đâu ai đi nói xấu má của ai đâu. Bây giờ làm cho chị em của bà xào xáo với nhau, tình chị em rạn nứt mới đâu. Dòng họ xông vầy cũng đã bấy lâu, mà mấy đứa cháu ngộ nghịch này làm cho các bậc cô chú đau đầu. Cuối năm 2022, tiệm bà buôn bán lại rai. Họ hàng khá đông nên bà mua căn nhà đối diện để đón Tết trong nay mai. Mong muốn cuối năm đoàn tụ đông đủ, khi cả đời làm việc không ngủ. Bà chỉ ước một mùa xuân yên bình, nhưng lại bị cả đám con cháu nhắc chữ vào mồm như trong tù.